Hôm nay là ngày cuối tuần nên người dân ra ngoài đường khá đông. Trên các tuyến đường trung tâm, lưu lượng phương tiện giao thông nhiều. Hầu hết người tham gia giao thông đều tuân thủ việc mang khẩu trang. Các hàng quán phục vụ khách ăn, uống từ sớm. Người dân thành phố trở về cuộc sống như trước, nhưng vẫn ý thức tự giác trong việc phòng chống dịch. Nhìn chung thì hiện nay theo các thông tin thì đến thời điểm này thì mặc dù thấy cũng tạm an toàn, nhưng mình cũng không thể nào chủ quan được. Chính vì vậy mà chúng ta cũng nên thực hiện cái đeo khẩu trang thường xuyên. Đó là cho mình có một cái thói quen tốt và rửa tay thường xuyên, cũng như cái giãn cách cũng không nên tập trung quá đông người. Tại vì đó là mình cũng bảo vệ cho cái bản thân mình cũng như là cộng đồng của xã hội của thành phố Đà Nẵng của chúng ta, để góp phần mà tránh cái dịch bệnh nó sẽ quay trở lại. Nói chung cái cơn dịch này là đại dịch trên cả thế giới, cho nên người dân của mình rất đảm bảo. Người ta theo chỉ thị của nhà nước, tại vì người ta cảm thấy là khi mà mình thực hiện đúng theo cái sự giãn cách và đúng theo những cái chỉ thị của nhà nước đề ra thì nó đảm bảo được an toàn cho sức khỏe của mình và cho cộng đồng. Nhịp sống của người dân thành phố trở về trạng thái bình thường. Họ thông thả, nhâm nhi, uống tách cà phê, ngồi nói chuyện với bạn bè, tận hưởng cảm giác bình yên trong lòng thành phố. Mong muốn thành phố an toàn vượt qua đại dịch, khôi phục phát triển như trước. Vì vậy, mỗi người dân thành phố vẫn luôn ý thức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, góp phần chung tay cùng chính quyền thành phố nhanh chóng đẩy lùi dịch COVID-19.